nhiều quá, nó ngạt phải không? Cái cạn này là mình thu lại chứ mình không bỏ ra. Cạn này mình thu lại chứ không bỏ, tái sử dụng lại. Có còn gạt nữa, gạt cái đầu tôm hết là bắt đầu đổ cái mẻ hai vô. Giống như là cái tàu mà